Chuyến xuyên Việt mùa thu 2022, ngày thứ ba, 27 tháng 9, 2022, đường dài 276 cây số, Hồ Lắc, Bang Mê Thuộc, Pleiku, Kon Tum, với tiêu đề Đồng hành cùng bão Nauru. Ngày thứ ba của chuyến đi đúng là ngày của ngày Nauru phong ba bão táp. Có chút tuổi thì tôi càng ngờ ngợ kinh nghiệm rằng phàm là một khi đã lỡ dại cao hứng mà lộng ngôn chém gió thì thế nào cũng bị báo ứng. Ông trời như muốn chấn chỉnh mấy ông già, nè thì đừng sợ non cao, nè thì phong ba thụt lùi, nè thì lượng cho vui nè. Buổi sáng hôm ấy, sau khi chào hỏi mấy ông tây già đồng điệu người Úc trong nhóm biker cùng chỗ ở chung resort Văn Long đêm qua, do mấy chàng đang nôn nao hướng về phương Nam nắng ấm nên tung tăng chạy trước, cả nhóm còn rời rà điểm tâm bình định khi người lên ngựa kẻ chia bào cùng các bạn hiền xứ sở Ban Mê hồi lâu rồi mới chịu lên đường. Cung đường ven Hồ Lắc buổi sáng êm đềm trong một màn sương nhẹ nhẹ, còn bầu trời thì ửm ờ như một cô nàng 16, nửa vui nửa buồn, nửa nắng nửa mưa. Đêm qua, sau khi nghe tin kỹ về đường đi của bão Nauru, nay đã tiến vào khu vực Trung Bộ và vùng đổ bộ là từ Huế vào đến Quảng Ngãi, sau đó còn qua luôn đến bên Lào thì mới tan. Thế là bốn chàng trai tân U70 đồng lòng một dạ là thôi không thèm làm quân tử tàu, kiểu nhất khôn ký xuất tứ mã nan truy nữa, mà chuyển sang làm quân tử ta, tức là quân tỷ nói đi nói lại. Quân tử tính một đàn đi một nẻo cho nó chắc ăn. Số là theo kỳ vọng ban đầu thì từ Hồ Lắc nhóm sẽ theo DT2, DT9 rồi DT691 đi qua khu bảo tồn Easo, sau đó theo quốc lộ 25, quốc lộ 29 qua Phú Túc rồi vào đường Trường Sơn Đông để qua khu bảo tồn Con Chư Răng. Đây là cung đường qua những vùng rừng núi rất đặc thù mang đậm chất Tây Nguyên. Thế nhưng cả 300 cây số mà toàn là đường rừng núi, trong trời giông bão không biết sạt lở thế nào. Nội nghĩ tới cảnh nước ngầm mặt đường và nước che giấu một cái hố chờ người xe xuống tắm thì ôi thôi, mà người xe thì còn có cơ cứu vãn, chứ cái máy chụp hình rồi điện thoại, camera, ống kính đắt tiền, những thứ mà dân nhà nghề chụp ảnh còn quý hơn sinh mạng của mình. Đó là chưa kể mới quốc bảo là chai rượu whisky lưu niên và mấy lít mật ong rừng dốc đôn thứ thiệt nữa. Hơn nữa, đi cung đường lạ với mong muốn là được ngoạn cảnh chụp hình, mà trời cứ mưa mịt mưa mùng thì còn chi mà nói nữa. Thế là mấy anh em đồng lòng bẻ cung. Thôi thì cứ theo hướng quốc lộ 27 về thành phố Ban Mê Thuộc, rồi sau đó cứ chập trùng lên xuống theo quốc lộ 14, thẳng hướng Pleiku, Kon Tum cho nó lành. Nói là cho nó lành thì thực ra cũng chỉ là lành hơn so với cung đường mịt mùng mưa bão sơn khê thôi. Chứ bắt đầu từ đường tránh Buôn Hồ với những con dốc thần thánh thì ông trời bắt đầu cho thiên hạ. Trong đó có mấy anh già liều nạn biết thế nào là sức mạnh của thiên nhiên. Đầu tiên là trời bắt đầu tối sầm dù đang ở giữa buổi trưa. Mưa bắt đầu càng lúc càng phiêu bồng ngàn thu rất hậu, và mọi người lần đầu biết thế nào là mưa ngang hông. Những giọt mưa nặng hạt gặp gió thốc không còn rơi từ trên xuống mà bỗng có hành tung cực kỳ thái thậm lăng tăng, lúc tạt trái, lúc xô phải, khuy xoay vòng, khi cà giật tánh giỏng lung tung. Trong tình thế đó, các tay lái dù đã qua vài mùa xuyên Việt với kính thưa đủ loại các kiểu đường, thì nay lại phải luyện thêm một môn công phu mà võ tàu Kim Dung danh là lăng ba duy bộ, tức là từng thời khắc nhỏ phải chỉnh hướng thân thủ, lúc né đằng đông, lúc lượn đằng tây, sao cho đừng bị gió tạt mưa vào. Đồng thời còn phải thêm một môn nội công võ Khmer, đó là võ gồng, gồng tay, gồng chân, gồng đầu, gồng mình, tùy hỉ theo hướng gió lung tung mà giữ sao cho xe đừng ham vui mà theo gió mưa bay xuống vực. Chưa hết, chưa hoàn hồn với món mưa ngang hông thì khi đến đường tránh thành phố Pleiku dày thăm thẳm, ông trời xem ra mấy bô lão còn lì như trâu già nên bồi thêm món phố núi cao, phố núi mù sương.
Ôi cha mẹ con cháu, nóc nhà yêu dấu ôi, ôi vàng ôi. Ông thi sĩ Nguyễn Hữu Định không biết thưởng thức cái mù sương nào, rồi bác nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy cảm cái sương mù nào, để mà cho đời cái tác phẩm còn một chút gì để nhớ, bất hủ yêu kiều. Chứ mấy anh em tôi, từ nay thì với cái món sương mù Noru của Pleiku, chắc là sẽ nhớ tới già và tận tới già. Sương gì mà vừa mù, vừa ướt và vừa lạnh thấy bà cố. Sương mù của Tiêu Phong ở Nhạn Môn Quan là sương mù bi hùng, hào khí tiêu sái. Sương mù của Lệnh Hồ Công Tử trên đỉnh Quang Minh Côn Lôn là sương mù của tráng khí phiêu bồng. Còn sương mù của Noru Pleiku dành cho tứ đại danh bộ chúng tôi là sương mù ăn theo Noru siêu bão, là cái thứ sương mù tứ bề thọ địch, thứ sương mù của xích bích hiểm địa càng khôn. Đó là màn sương dày đặc đến quá mù sa mưa, đến đổi hình không thấy bóng, đến đổi đèn pha Philip LED cũng chẳng ăn thua. Một màn sương sẵn sàng đưa bất cứ anh hùng tráng sĩ khinh địch nào vào về với lề đường lỗ ngổn với bờ vực bên kia thế giới. Thương nhất là Trúc Giang Công Tử, đường mờ mà cặp mục nhãn lại mới qua đại phẫu trong quá trình phục hồi, thì tình cảnh y như chàng hiệp sĩ mù nghe gió kiếm. Lần hồi diều dắt, may thay, đến thị trấn Chư Pa thì tình cảnh mới dần quang đãng. Trời chỉ còn mưa nhẹ khi chúng tôi đến thành phố Kon Tum trong bóng tối nhá nhem. Khách sạn Kon Klo đón bốn anh em với hai căn phòng lịch sự ấm cúng, một nhà để xe rộng rãi thanh thang, và hơn hết, đó là tứ đại lão tráng sĩ đều còn nguyên chưa sức mẻ miếng nào. Thiệt là giờ mới cảm phục trung niên thi sĩ Bùi Giáng. Ông tài tình làm sao khi cho đời bài thơ Áo Xanh tuyệt bút, nên cũng xin mượn tác phẩm của ông làm cái kết cho bài hôm nay. Lên mù sương, xuống mù sương, bước xa bờ cõi, xa đường thương yêu. Tuổi thơ em có buồn nhiều, thì xin cứ để bóng chiều bay qua. Biển dâu sự tỉnh giang hà, còn sơ nguyên mộng sao tà áo xanh. Ngày 28 tháng 9, 2022, êm ấm ân tình Kon Tum. Ngày này là ngày bão Noru vào đất liền. Bão gây mưa lớn và kéo theo là nước lũ càn quét cả một vùng từ Huế đến Quảng Ngãi. Vì lý do này, mấy anh em thôi thì ở lại trú mưa ở Kon Tum thêm một ngày. Đây là dịp để thăm lại cô cháu gái Kiều Đăng Làng Hồ, một nghệ nhân đủ thứ tài hoa, từ làm tranh gạo đến ca hát, và đặc biệt là cái máu la cà thứ thiệt của một xôn nữ Tây Nguyên. Để anh Dũng, thầy Dũng gặp lại các học trò của mình khi còn dạy ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Thầy trò nay đều đã hưu nhưng không trí, tức là không ở một nơi, một chỗ. Nhưng đạo thầy trò, tình sư đệ thì vẫn đầy trân trọng và thân ái như xưa. Đặc biệt, đây cũng là dịp để các anh Dũng, Phúc được làm quen với thần hành Thái Bảo, Phượng Hoàng Thiết Cước Đỗ Kha. Tráng sĩ Đỗ Kha nếu nhìn ngoại mạo thì rất dễ lẫn với người thường, với cái tính khiêm nhường, giản dị đến vô ngã một cách tự nhiên của chàng. Nhưng khi biết cái cơ ngơi, hành trạng và có duyên gặp gỡ đồng hành với người bạn hiền này, thì chắc chắn đó là một thuận duyên mà trong cuộc sống ai cũng mong được một lần hạnh ngộ. Nhờ những người bạn ân tình này mà chúng tôi đã có một ngày nghỉ và tái nạp năng lượng đúng nghĩa. Từ tô à không, nồi cháo đậu cá lóc độc đáo ở quán A Cai 7, một bữa cơm thân tình ngon như vợ nấu ở Romance Cafe cho chính hai vợ chồng Đỗ Kha nấu và thết đãi. Một lần nữa, những lãng nhân la cà lại được yêu chiều, thấm đẫm trong tình bằng hữu chân thành nồng ấm. Không gian, thời gian vốn dĩ vô thường. Tuy nhiên, cái tình mà anh em mình dành cho nhau trong đường trần này sẽ là một kỷ niệm lộng lẫy, sẽ điểm trang cho đường trần những nét đẹp bền vững vĩnh hằng. Xin chào nhau giữa con đường, mùa xuân phía trước, miên trường phía sau. Tóc xanh dù có phai màu, thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng, rồi đây tôi sẽ nhớ nhung cái ly rượu đế vô cùng trần gian. Lưu linh chi hỡi mây ngàn, giữa chiều vô hạn buồn khan một mình. Những ký ức thiên thần này chắc chắn sẽ cứu rỗi, sẽ là những tư lương, những tâm hồn ta
từ trường sinh tiếp nối theo muôn trùng viễn cửu.